như này thì nó khá là tiện cho mình và nó sẽ bổ trợ tốt hơn. Sau khi sự kiện ngày hôm nay ấy, mình cảm thấy là sản phẩm bên mình rất là tốt, và nó thứ nhất là về nguồn gốc xuất xứ có thể từ Nhật Bản, và các sản phẩm nguyên liệu là từ thiên nhiên, đặc biệt là dạng nước nữa thì rất là dễ sử dụng, mà mình sau buổi nay mình có thể suy nghĩ thì có thể sử dụng sản phẩm này. Công ty cổ phần dược phẩm Losifa sở hữu các dây chuyền hiện đại đạt chuẩn GMP, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đảm bảo tốt việc điều chế, chiết xuất, lưu giữ trọn vẹn những dưỡng chất ẩn sâu bên trong các thảo dược tự nhiên, mang tới sản phẩm chất lượng cao và an toàn nhất. Jaguar là thực phẩm chức năng hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam giới, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam bởi công ty Losifa, áp dụng công nghệ Nhật Bản với thành phần chính là sâm maca cực kỳ quý hiếm. Bên cạnh đó là sự kết hợp của các nguồn thiên nhiên hết sức an toàn như nhung hiêu, nấm tỏa dương, hàu biển, mật ong và vitamin. Các thành phần này đều chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất quý. Sản phẩm có tác dụng hỗ trợ kích thích sản sinh testosterone tự nhiên, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực mạnh mẽ và bền bỉ. Jaguar tự hào là sản phẩm sinh lý dạng nước đầu tiên ở Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học từ Nhật Bản đã thành công trong việc chiết xuất các tinh chất quý từ sâm maca, tạo nên sản phẩm Jaguar, thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý dạng nước đầu tiên ở Việt Nam. Buổi ký kết chuyển giao công nghệ có sự chứng kiến của nhiều cơ quan ban ngành cùng các nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng. Sâm maca Peru vốn được coi là thần dược đối với quý ông, kết hợp với các nguồn nguyên liệu thiên nhiên hết sức an toàn như nhung hiêu, nấm tỏa dương, hàu biển, mật ong, tạo nên công thức toàn diện trong sản phẩm Jaguar, hỗ trợ kích thích sản sinh testosterone tự nhiên, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý cho nam giới. Jaguar do công ty cổ phần dược phẩm Losifa sản xuất và phân phối theo công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy hiện đại chuẩn GMP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan chức năng hai nước. Jaguar là sản xuất từ thiên nhiên, công thức của Nhật Bản, nó rất gần gũi với thiên nhiên, độ an toàn của nó cao, tác dụng của nó tốt, đấy, và nó đảm bảo được cái độ bền vững lâu dài. Người ta dùng ngay cái liệu trình đầu tiên, người ta thấy có tác dụng. Việt Anh thì khá bất ngờ về cái sản phẩm này, bởi vì là có thể đây đúng là vì là cái sản phẩm nước mà là hỗ trợ sinh lý đầu tiên ở Việt Nam, cho nên là thấy nó khá là thú vị. Cái điểm mà Việt Anh cảm thấy nó yên tâm nhất đấy chính là cái sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản, và công nghệ nó là nước, cho nên rằng là cái độ thẩm thấu của nó, cái chất lượng của nó, Việt Anh nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn so với những cái sản phẩm thông thường. Và đặc biệt khi được sản xuất với công nghệ tiêu chuẩn Nhật Bản thì nó cũng sẽ là góp phần cái để cho người dùng có thể cảm thấy yên tâm hơn. Yếu sinh lý là nỗi ám ảnh của nhiều quý ông và tình trạng này đang ngày càng phổ biến cũng như có xu hướng trẻ hóa. Các bác sĩ khuyên các bệnh nhân, ngoài việc tham khảo các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý, cần có chế độ luyện tập thể thao phù hợp để có cơ thể khỏe mạnh.